on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Take a breath, thoughts racing through my head. I try to capture it, but a picture can't hold what a heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute so that I can take it in. I can take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. So your goal is to identify which of it is Yuan's features and put the correct one up on the face. Okay, and you only have how long do you have? 1 minute. Oh, 1 second. Ah, let's check in. 1 second. 3 minutes. Two. Yeah. Oh, they have to suffer, right? Yeah. Yeah. Take a leap. Okay. First 3 eyes. Second 3 lips. Oh, don't open both. You do the nose. Nose, huh? Yeah. Open both nose. Open both lips. Now. I'm not. Whether she accept this or not accepted. Accept means you got everything correct. Not accepted means you're in trouble or something is wrong lah. Yeah, it's true. One feature is wrong. Huh?
Okay? One feature, that means you got every, most of it correct, one of the features is wrong. That means one pair is wrong lah. Okay? One pair? Yes. One pair. One pair. Either the ice or the eye draw. Okay, so you got one last chance to do ah. If you don't change and again wrong ah. Wait, trust me, fathers don't know that they're wrong. I think it's the ice. It's the ice. It's for the ice. Correctly. Huh? Yeah. Yeah, it's a pair. Ivan. This one. Okay. Do we try? Yeah. It is. Correct. See the skin color. Yeah, so if wrong, y'all will be doing double. Can you find its pair? That one is fine. 7, 6, 5, 4. No. That one is wrong already. 2, 1. Okay, this one is correct. Okay. Then one more correct. No, the same correct. Hello? Wait, face. Something wrong with the stickers. Yeah, oh, sorry. I know. They have changed the eyebrow. We're gonna show Yen again. So Yen said to hear the verdict. First, you have to take a shot first lah. Then she will give the verdict. Okay, boys. Best man lah. I like your suggestion. You go bounce back. Okay. Mod. Okay, remember you told us watch a video, learn, and then perform. So we have the exact same thing over here. Okay, me over here is going to show you a video. You guys got a few seconds. How do they have a time limit to learn it? Yeah, they have 5 minutes to learn. Oh wow, you just got just three. Okay, sorry, you've changed. So you guys got 3 minutes, please. Andrew, 3 minutes Andrew, to learn it. Andrew, that's and Andrew. All you have to do is just perform the dance. Simple. You perform the dance test for the video, you can go on to the next stage. Okay, if you don't perform the dance test for the video, Jaran cannot move on to the next stage. Okay, so you got 3 minutes. But you can remember steps for people it. Learn. You don't trust the video, we trust you. Okay, yeah, so Nii is going to show you the video. Do it, you buy for the coffee. Hey, Andrew! Hey, can we time it so that 1 and 2 and 3 and 4, 5, 6, 7, so you have many fast, so 5, 6, 7, 8, then 1 and 2 and 3 and 4, then 5, 6, 7, then 1 and 2 and 3 and 4, 5, 6, 7, 8, okay, okay. Oh, hi, hi, hi. One, two, three, yeah.
Your last game, okay, it's just called How Well Do You Know the Bride? Okay, so of course Gerard definitely knows the bride very well, but how well does his groomsman also know the bride, right? Okay, so how we're gonna play this is that us bridesmaids each are going to give you guys a question. It can be about Yuan, it can be about both of them. Okay, decide as a whole and give us the answer. Okay. Or whoever knows the answer, you have to identify lah, who's the one giving the answer. Okay? Correct answer, perfect. Every wrong answer, the person will have to drink lah. Okay? For every wrong answer, the one who gives the answer must take a shot. Okay? At the end of the game, the groom must take a glass that will be filled with liquor for all the wrong answers that you guys give. So let's say every round we'll go, so if there's one wrong, the groomsman will take, but we will also add it to one glass. So we have, and at the end of the game, get everything wrong. Everything wrong, that means your brother's not very helpful, Okay? So that's the whole goal of the game. So Ni will explain the meaning behind this game. Hi, so there will be four flavors to put in the alcohol. There will be spicy, there will be sour, there will be salty, and there will be sweetness. So it will identify all flavor of life. So you need to take all the flavor of life. You have to answer the wrong question. Okay. So, you guys, wrong answer only, yeah? Okay. So, right, ask the first question. Okay, are you ready? Yes. He just asked one of them here. Okay, what is the age difference between Ian and Jerry? Oi! 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 Seven. Are you ready? Yeah. 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 Oh, okay. What's the age difference? I don't think it's five. Are you sure? Five? Yes. Five? Yes. Last answer? Are you sure? Yes. How? They said five. Where's the five? No more. You want to change answer? Six. Who's moving? Who's saying it? Okay, so the answer is 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Five. We are correct. Right or wrong? Yay! Cartoon character. Hello Kitty. What is Yuan's favorite cartoon character? Mickey Mouse. Okay, Minions. Yes. Yes. Too easy. My turn. All right. What does Yuan consider to be Gerard's most annoying habit? Okay. What does Yuan think? Wait, Gerard, do you snore? What? Okay. Oh no. She gave us two things lah. Okay. You say one. You say two. Using the so you can choose. If you get any of it correct. Maybe you all must think what you all find annoying about Gerard. Maybe you might be the same thing. Nothing. Got a big heart. Oh. He got annoying. The thing is annoying, not lovable thing. What is the annoying thing about Gerard? That's why you don't see anything. So you don't see anything. Don't see anything. Huh? Hey, fine running out lah. That was a good answer. Why you find annoying about Gerard? Is it the same as what Ben finding annoying? The word is habit, right? Okay, so you must say, yeah. Okay. Ivan got nothing to say. Okay, Ivan has an answer. Ivan has a PSA. Okay.
Okay. Yeah, well, let's go. Yeah, I will pierce it. Come. I let Philip do the honors. We all think there's nothing annoying about Gerard. That's the final answer. Final answer. No need to give us. Okay lah, bonus points for that, but. So the person who got it wrong. No, not him. The groomsman will take. He just has one shot added to his cup. But you all have to do one shot. So I. Choose one thing. Put lime, that's the best. Okay, one. Hey, you choose. No, lime. Okay, once you choose it, the next round you cannot choose lime. So what's the answer, Michelle? We're going to tell you after the shot. Oh, there's the next round, mystery rounds. Did we have 7 questions? Like, what? Yeah. 7 rounds? Seven. Oh, yeah. This is not the last. Hey, you cheat. 7 questions. You will not drink this? No. Okay, this one will be for Gerard. Oh, for Gerard. What thing? Go. He's in the toilet very long. So Gerard now knows what to do. Okay, next question, guys. Welcome. Okay, next question. Hey, my wife. Next question is, what is Yuen's favorite Singaporean food? Okay. No! Noodle, rice, come on. That's Singaporean. She got so many. Yeah, so many. No, she doesn't have so many. She was very clear. So it's one particular one. Yes. Yeah. Her favorite local Singaporean food. But we know she likes a lot. That's how much we know about then her. Just list her. We know her. Chicken rice. Okay, we list a few. No, choose one. Come. Chicken rice. Chicken rice. Chicken rice. Chicken rice. Chicken rice. It's incorrect. Okay, we're gonna bring the thing again. The answer is bancha. Groomsmen. Yes. So you are his brothers, right? Yes. So you have an option. Yes. Okay. It's either Gerard drinks his whole cup by himself, or you guys have to share. You share. Yeah. Okay. You can let Gerard. Okay. So if you want to share with him, you guys have the option to do that. If not, Gerard takes it all by himself. They have the best friends, eh? You all added Tabasco. Because right, in life, you're supposed to have all four. Okay. Hey, you got water, stand by. Okay, I'll tell you to share. Take a seat, you know. Take more water first. Water. Okay, not bad. It's the whole thing. It's like a bloody thing. Okay, come on, Philip. I know you have to stay. Come. Not bad. You're good. Wait, for Yen to do it right, one last thing. She just requests she wants to hear her favourite song. What song? That Korean song. No, Mr. Tella. Why are you all English? You don't know her favourite song? I don't know how to sing. Then Hamid. Korean song. Who knows sing Korean? Just Hamid. Jack. But all of us going together, we sing it. Bachelor party. We all list together. Okay. You are singing the song now. Okay, Yen, your husband singing. Louder. Okay, this is good.
Yeah, but it take a while. Okay, Jada, I'm gonna sing already. Yeah, let's go. How are you? What's the day? What? Japanese thing, I don't know what you see. Protect and hold you tight, cause you're the only one who trusts me. My friend, you can take it. Okay, come. From you, loud, loud one. Loud, loud, loud. Declaration. Declaration of love. With passion. Like, I love you, you're amazing. More, more, more. Louder, louder. Last time you said what? No, then you can take one last step. Every declaration, you can take one step. If you do, I will care for you. Bayu, chicken rice, and laksa, and okay, ready? One more, last one, final. Last one, I love you, last one. I love you. Yay! Kiss. Hai con chăm lắm hạnh phúc. Okay, so they wish us 100 years of happiness and always. Kissing in the rain, walking on the beach. I can see it now, almost happening. Sneaking out at night, living like we're free. You and I could do anything we please. You got the face to fit the brain. I cannot look away. Like, can't you see I'm here? Favorite sound, counting every star, dreaming every dream. You and I can live at the perfect scene. You've got face to fit the frame. I cannot look away. Like, can't you see I'm hypnotized? We're picture perfect, sweet like candy. I'll be your girl. I'll be your baby. Picture perfect, barefoot beauty. You stole my heart, just like in a movie. Got the key, and tell me, tell me, tell me I'm your darling Daisy. Picture perfect, sweet like candy. I'll be your girl, yeah, I'll be your baby. I saw your face in my dream. You and I had everything, a fairy tale, a fantasy. We could be anything. I saw your face in my dream, a fairy tale, a fantasy. We could be anything. We're picture perfect, sweet like candy.
I'll be your baby, picture perfect, barefoot beauty. You stole my heart just like in a movie. Picture perfect, sweet like candy. I'll be your girl, yeah, I'll be your baby. Picture perfect, barefoot beauty. You stole my heart just like in a movie. Got the key into me. Tell me, tell me, I'm your darling Daisy. Picture perfect, sweet like candy. I'll be your girl, yeah, I'll be your baby. I feel the magic in the air tonight. We're shining brighter than the neon sky. I'm begging, baby, yeah, you know it's time. Come on and tell me you love me. Tell me you love me. Never met a girl like you. I'm holding on to everything you do. I wanna know it, do you feel it too? Come on and tell me you love me. Tell me you love me. Like every night.
the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do, love me like you do, la la, la. Reception of TV and Shiraz is starting right now. Warmly welcome all of you to the wedding reception of Ki Yuen and Jirat this beautiful evening. Kính thưa quý vị, tôi tên Lòng Hàng Long và tôi rất là vinh dự khi ngày hôm nay có được cơ hội để đồng hành cùng với tất cả quý vị trong vai trò là MC của sự kiện trọng đài này của Jirat và Ki Yuen. Và xin thay mặt cho cô dâu chú rể cùng với đại diện hai bên gia đình xin được kính chúc cho tất cả quý vị một buổi lễ thật vui, thật ý nghĩa để cùng chung niềm vui và niềm hạnh phúc này của hai gia đình chúng tôi. Ladies and gentlemen, my name is Xin Hoàng Long, and it's such a great honor for me to be the MC of the very special occasion of Ki Yuen and Jirat. And on behalf of the groom and bride, and on behalf of the two families, we wish you a great wedding celebration today, sharing the joys and happiness of the two families. Và kính thưa quý vị, chắc hẳn là chúng ta đang rất nóng lòng được chào đón cô dâu và chú rể rồi đúng không ạ? And now, ladies and gentlemen, without any further ado, let's welcome the happiest couple tonight. Và đầu tiên, hãy cùng chào đón chú rể đẹp trai của chúng ta, Jirat. A big round of applause for him. Một tràng pháo tay thật lớn cho chú rể được không ạ? Và chú rể ở đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay. And now, ladies and gentlemen, let's give it up for the most beautiful, the most stunning bride tonight, Ki Yuen! Thêm sức mạnh, tin tưởng là lời hứa xa bao lâu. Cô dâu của chúng ta đã xuất hiện là... And now she's walking the aisle, ladies and gentlemen. Sẽ sang rồi, chỉ hứa yêu dài lâu. Đời xa vội lạc những chú rể chúng ta đang bước dần xuống để dắt tay cô dâu lên sân khấu và đang muốn thấy thơ up here to the stage, ladies and gentlemen. Vẽ anh hoàng hôn nơi có đôi tim cùng nhìn. Lỡ mai rời xa ai biết Và kính thưa quý vị, hiện diện trên sân khấu lúc này là chú rể Jirat và cô dâu Ki Yuen. Một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Hey, a big round of applause for this beautiful video. Và thưa quý vị, những hình ảnh mà chúng ta vừa thấy đó chính là những hình ảnh về lễ cưới tại nhà thờ cũng như là tiệc mừng lễ cưới của cô dâu chú rể ở Singapore cách đây đúng một tuần. Thưa quý vị, ladies and gentlemen, you have just seen the wedding ceremony in the church and also the wedding reception in Singapore exactly one week ago. Một tràng pháo tay thật lớn nữa cho chiếc clip rất dễ thương đúng không ạ? Và quý vị thân mến, Hoàng Long nhận được một nhiệm vụ rất là quan trọng ngày hôm nay nữa. Đó là ngoài việc dẫn chương trình ngày hôm nay còn giúp cho cô dâu chú rể chia sẻ một chút xíu về câu chuyện tình yêu của cô dâu chú rể nữa. Some of you, especially the family, know already, right? But for many of you here, I think it's still very new, right? Okay, so let's get the story started. Are you ready? Và trong quá trình Hoàng Long kể thì sẽ tương tác một chút xíu nha quý vị. Tại có những cái điểm trong cái câu chuyện này Hoàng Long nghĩ là nên hỏi cô dâu chú rể để hiểu nhiều hơn. All right, so we're going to have some interaction during my story, so get ready. All right. Okay, so let the story start it, everybody. Hoàng Long sẽ kể bằng tiếng Việt và tiếng Anh luôn để cho cả hai gia đình chúng ta cùng hiểu ha. Allow me to do it in two languages so that everybody can understand. All right. Thưa quý vị, Duyên và Jirat gặp nhau khi mà Jirat đang làm việc tại Việt Nam vào năm 2019. Lúc này thì Duyên đang làm việc trong một công ty về quan hệ công chúng
Còn Gerard thì đang làm việc trong một công ty giám sát truyền thông, nơi mà Duyên là khách hàng của Gerard. Và cả hai công ty đều cần nhau để hoàn thành công việc của mình. Ladies and gentlemen, Duyên and Gerard met each other when Gerard was working in Vietnam back in 2019. Duyên was working in a PR agency while Gerard was working in a media monitoring agency, which Duyên was Gerard's client. And both companies need each other to get their job done. Nhưng mà quý vị ơi, cái đoạn tiếp theo của Duyên muốn chia sẻ là làm sao là ai gọi là ai làm quen với ai trước, mà ai có cảm tình với ai trước, cô Dâu cũng có chia sẻ cho bây giờ. Em xin sẽ hỏi ha. The next part, she didn't really mention how they got a crush on one another. So let me ask them, okay? Tại vì anh thấy là Duyên không có nói cái đoạn đó. Giờ Duyên cho anh hỏi là cô dâu với chú rể ai để ý ai trước. So who get a crush on one another first? Chú rể trước đi. Ladies first. Oh, lady first, okay. Phụ nữ trước, Duyên. I think Gerard got first. Oh, Gerard got first, okay. So, who made the first move after that? Yes. Rồi ai là người kiểu như tiến tới trước đây? Who makes the first move? I did. Chú rể luôn à, một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Dạ, rồi sau đó là quen nhau rồi đó à. Bây giờ tiếp tục nè. Duyên và Gerard hẹn hò đến tháng 4 năm 2020 thì xảy ra đại dịch Covid. Gerard phải quay trở lại Singapore. Cả hai yêu xa được 2 năm cho đến năm 2022. Cuối cùng thì Gerard mới có thể về Việt Nam để gặp người yêu của mình ạ. Duyên and Gerard were dating until April 2020 that Covid happened. And Gerard had to go back to Singapore. Both remained their long-distance relationship for 2 years until 2022. And finally, Gerard could come back to Vietnam and see her again. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2022, thì Gerard bất ngờ cầu hôn Duyên tại Đà Lạt. Sau khi bí mật xin phép bố mẹ hai bên và trước ngày cưới, để chuẩn bị bạn bè thân đều đến Đà Lạt để dự sự kiện này ạ. And on the 24th September 2022, Gerard surprisingly proposed to Duyên in Dallas City. After secretly asking parents from the both sides for approval before they and secret repair invited guests and girlfriends to be there also. Đoạn này em xin phép hỏi tiếp một chút xíu ạ. Thông thường là khi mà chú rể chuẩn bị những cái sự kiện đặc biệt á, cô dâu thường là người sẽ có cái cảm giác đặc biệt lạ lạ trong chuyến đi. Không biết là Duyên có cảm giác gì đặc biệt không? I'm just wonder whether Duyên has some special feeling about the trip, right? Just some sense, right? Did you? Yeah. Cũng này cho em chia sẻ là khi mà Gerard cầu hôn em thì hoàn toàn em không có một chút nghi ngờ nào hết và hoàn toàn tin tưởng vào cái chuyến đi đó. Thì em cũng nghĩ đó là lý do vì sao mà em say yes, em nói đồng ý khi mà ảnh cầu hôn em. So I will say in English. So during the trip in Dallas, he really got me. Like I got no doubt. I never think twice at what he said. So I literally like don't know anything. So when he proposed to me, I think that's why I said yes, because I feel completely safe and trust this guy. Bây giờ mình hỏi cảm xúc của chú rể này, đặc biệt là khi những khoảnh khắc mà cầu hôn nó rất là thiêng liêng và rất là rung luôn. Không biết là chú rể có rung không? I wonder whether you are nervous, you are like breathtaking whenever when you propose her. So many emotions. So many emotions. But I think after all, it's a happy feeling, right? Quá tuyệt vời ạ. Chú rể nói rất là nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng mà tụ chung lại là cảm xúc hạnh phúc và một trong có thể thật lớn được không cả nhà. Và kính thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 2 năm 2023 thì Gerard và Duyên đã kết hôn hợp pháp tại Singapore trước sự chứng kiến của gia đình hai bên, đặc biệt là sự hiện diện của mẹ Gerard. On 11 February 2023, Gerard and Duyên were legally married in Singapore with the witness from the immediate family members of the both sides, especially with the attendance of Gerard's mom. Và vào ngày 6 tháng 8 năm 2023, Gerard và Duyên tổ chức lễ hàng thuận tại chùa và bắt đầu hành trình tổ chức đám cưới của họ tại các nơi. Và vào ngày 20 tháng 4, tức là một tuần cách đây thưa quý vị, họ đã tổ chức lễ cưới tại nhà thờ và tiệc chiêu đãi ở Singapore.
Và hôm nay ngày 27 tháng 4 là điểm dừng chân cuối cùng tiệc cưới được tổ chức tại quê nhà của cô dâu ở Việt Nam. Ladies and gentlemen, on the 6th of August 2023, Chirag and Yuen held their temple wedding. We started their wedding world tour. On the 20th April 2024, they held their church wedding and the reception in Singapore exactly 1 week ago. And today, the 27th of April 2024, their last stop in Vietnam with a wedding held at her homeland, Vietnam, ladies and gentlemen. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Chắc chắn là cái câu chuyện tình yêu này còn rất là dài nữa. Cho nên những ai mà muốn nghe hết câu chuyện này thì mời cô dâu chú rể đi cà phê để họ có thể chia sẻ sau ạ. Alright. Và bây giờ thì cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau thực hiện hai nghi thức rất đặc biệt, rất ý nghĩa và thiêng liêng ngay trên sân khấu này thưa quý vị. Đó chính là các bánh tình yêu và rót rượu champagne. And now ladies and gentlemen, Gerard and Kỳ Duyên gonna perform two very important rituals of wedding here on stage. That is cutting the cake and pouring champagne. There is something that I see in the way you look at me. There's a smile, there's a truth in your eyes. What an unexpected way. On this unexpected day, could it be this is where I belong? It is you I have loved. Chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu đại diện hai gia đình của cô dâu và chú rể để cùng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc và chúc mừng cho ngày trọng đại này của hai bạn. Ladies and gentlemen, at this very moment, allow us to acknowledge and to introduce you the parents of the newlyweds. Và về phía họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Huỳnh Quốc Hoa và bà Nguyễn Thị Sang là song thân của cô dâu. First off, we are joined today by Mr. Huỳnh Quốc Hoa and Mrs. Nguyễn Thị Sang, the bride's parents. Moreira là bố và chị ruột của chú rể. And of course, we are joined today by the loving father of and auntie of the groom. Please give a big round of applause to welcome Mr. Tami Durai Loganathan and Mrs. Cecilia Moreira. Allow us to remember Jira's late mother, Mrs. Mary Moreira, who passed away in February last year. Quý vị thân mến, Jira rất gần gũi với mẹ anh ấy và vô cùng mong muốn bà có thể ở đây với chúng ta ngày hôm nay. Mặc dù không có sự hiện diện của bà, nhưng chúng ta tin rằng bà vẫn luôn dõi theo và chúc phúc cho hai bạn. Mẹ của Jira rất là yêu quý Duyên và luôn thích nói chuyện với cô ấy. Bà cũng đã có khoảng thời gian rất là vui vẻ và ý nghĩa khi hai gia đình gặp nhau lần đầu tiên. Hôm nay, chúng ta cùng tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân đến mẹ của Gerard vì tất cả tình yêu và sự chăm sóc của bà dành cho con trai của mình trong suốt những năm tháng thơ ấu cũng như lúc trưởng thành của chú rể. Ladies and gentlemen, Gerard is very close to his mother and wishes very much that she could be here today with us. Although she is not here in person, we believe that she is always watching over and blessing the newlyweds. Jira's mother loved Yuen very much also and always liked to talk to her. And she also had a very good time when the two families met for the first time. Today, we would like to pay tribute to Jira's mother and all the love and care that she gave him during his growing up days. Và thưa quý vị, đó là những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với cô dâu và chú rể và hai gia đình trong khoảnh khắc này. Ladies and gentlemen, that's a very meaningful moment for the couples and the two families. Và kính thưa quý vị, sự hiện diện của tất cả quý vị trong ngày vui hôm nay có ý nghĩa không chỉ đặc biệt với Gerard, với Kỳ Duyên mà còn đối với cả hai gia đình của chúng tôi nữa. Trên tinh thần đó thì bây giờ đại diện của gia đình là ba của cô dâu, ông Huỳnh Quốc Hoa sẽ có đôi lời gửi đến tất cả quý vị.
ladies and gentlemen, your presence today at Kỳ Duyên and Shira's wedding has a very special meaning, not only for the newlyweds, but also for our two families. For that reason, Mr. Huỳnh Quốc Hòa, the bride's father, will be on behalf of the two families. We have a speech to all of you. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quan viên hai họ cùng toàn thể bạn bè, đồng nghiệp của hai con Gerard và Kỳ Duyên. Thay mặt cho hai gia đình, lời đầu tiên, tôi xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, sự hiện diện của quý vị trong bữa tối ngày hôm nay, trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt này, là minh chứng cho tình yêu, sự yêu quý của quý vị đã dành cho hai gia đình của chúng tôi, cũng như cho hai con Gerard và Kỳ Duyên. Gia đình chúng tôi xin được trân trọng từng khoảnh khắc này, trân quý những lời chúc phúc của quý vị dành cho hai con. Trong giây phút này đây, tôi thực sự rất xúc động. Từ sâu trong trái tim, tôi không biết nói gì hơn. Ngoài lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất gửi tới quý vị, gửi đến tất cả bà con nội ngoại hai bên, cảm ơn tất cả bạn bè thân hữu gần xa, cảm ơn quý cô đạo tràng Pháp Hoa, cảm ơn các bạn của Duyên từ Việt Nam cũng như các nước đã dành thời gian qua Singapore dự lễ cưới cùng chúng tôi. Cảm ơn gia đình chị Ngân 28/6. Và xin đặc biệt cảm ơn gia đình và bạn bè của Gerard. Một lần nữa, không quản ngại những khó khăn về ngôn ngữ, về văn hóa, để cùng hiện diện tại đây chung vui cùng gia đình của chúng tôi. Tôi xin cảm ơn ba mẹ của Gerard đã yêu thương Duyên như con ruột của mình. Cảm ơn chị Ray. Cảm ơn Sen, Janet, Lava đã quan tâm chăm sóc với Duyên. Cảm ơn gia đình của Ivan. Cảm ơn gia đình của Philip. Dù đã có hai con, nhưng hai vợ chồng vẫn luôn luôn chăm sóc và hỗ trợ Duyên. Cảm ơn Michelle and Sarah. Rất cảm ơn Michelle. Từ khi mà Duyên biết được bạn, bạn luôn chăm sóc và hỗ trợ Duyên từ ngày tiệc độc thân tới lễ cưới. Tôi thực sự rất xúc động và biết ơn. Và tôi cũng không quên cảm ơn anh Tài make up. Cảm ơn ekip Bảo Nhi. Cảm ơn ekip Trung Võ đã đồng hành cùng gia đình chúng tôi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn My House Sài Gòn Hotel. Mặc dù gia đình chúng tôi đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có điều chi sơ suất, mong quý vị niệm tình hoan hỷ. Xin cảm ơn rất nhiều. Chi tiết và Hoàng Long xin phép là sẽ nhìn vào kịch bản để dịch, để không thiếu sót một ai ạ. Dạ xin phép ạ. Allow me to translate this one in detail to make sure that I won't forget any single detail in his speech, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, first of all, on behalf of the two families, I would like to send all of you the warmest greetings. Your presence today means so much to Kỳ Duyên and Gerard and to our two families too. We would like to cherish each of every single moment and appreciate your blessings to our two children. Other than the deepest thank you to you, our relatives from both sides, our friends near and far, and the friends and colleagues of Gerard and Kỳ Duyên. Thank you to Duyên's friends from Vietnam and other countries for taking time to come to Singapore to attend the wedding with us. Thank you, Miss Ngân family, the 28th plus 6, right?
And special thank you to Jura's family and friends who once again, despite the cultural and language barriers, are present here to celebrate with our family. Thank you, Jura's parents, for loving Yuen like your own daughter. Thank you, Miss Grace, Shane, Janet, and Lava for taking a very good care of Yuen. Thank you, Auntie Sheila's family, for teaching and guiding Yuen to know more about your family's cultures and customs. Thank you, Evan, and your family. Thank you, Phyllis' family. Although I know you have your two small children, you and your wife always support and care for Yuen. Thank you, Michael and Sarah. Thank you very much for taking care of Yuen over the past time, from the moment Yuen met you, and even the bachelorette party to Yuen's wedding. Michelle and her friends are always the ones who care for and worry about Yuen. I'm really touched and very grateful to all of you. Now, despite being married, Yuen still needs support and guidance, so I hope everyone will continue to guiding and supporting her. Next, the person who, from now on, I want to thank every day. He was like other men. He was very stressed when he first introduced himself to us. More than 3 years ago, my daughter announced that she was going to let her boyfriend meet us. I decided to take along Benz, our puppy, to let him reduce his stressness. However, he couldn't help but feel awkward in front of me. After that, through conversations with him and so much information that I asked from my daughter about Chirat, I feel more secure about him. And during a meeting, one of his close friends asked me, "Why did you choose Chirat?" I answered without thinking, "Because he's a kind and filial person." So today, I believe that my daughter had chosen the right person to spend her life, the rest of her life with, and thank you so much, Chirat. I would also like to thank Thai Makeup. Thank you, Bao Nhi team. Thank you, Trung Võ Studio, for accompanying our family during the past time. Thank you, My House Saigon Hotel. Although my family has spent a great deal of time preparing for this wedding event, it is inevitable that there will be some shortcomings. So if there are any mistakes, please forgive us. Thank you very much. Thực ra thưa quý vị, trong cái phần phát biểu vừa rồi thì chú không có đề cập đến một số vấn đề, nhưng mà là trong cái bài mà chú gửi, chú viết thì chú viết rất là kỹ, có nói về con rể của mình nữa, cho nên Hoàng Long xin phép dịch luôn cái phần đó để quý vị có thể thấy được tâm ý cũng như là tấm lòng của chú dành cho con rể của mình ạ. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây thì cùng với hai bên gia đình, cô dâu và chú rể, và cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ rót thật đầy ly được không ạ? Để ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện khoảnh khắc khai tiệc. Ladies and gentlemen, and now at this moment, Chirat, Kỳ Duyên and the two families gonna have the glasses, and we would love you to fill up your glasses and raise up very high. So we're gonna cheer together to get the party started, shall we? Và thưa quý vị, chúng ta hãy rót thật đầy ly ạ. Và chúng ta sẽ nâng ly thật cao được không quý vị? Để ngay bây giờ đây, Hoàng Long sẽ đếm từ 1 đến 3 và tất cả chúng ta sẽ cùng hô thật là vang, thật là dài. Chữ hô được không ạ? Từ vô được không ạ? Alright, so from now I'm gonna say 1, 2, 3, 1, 2, 3 in Vietnamese. All together we're gonna say yo out loud, right? Are you ready? Mọi người sẵn sàng chưa ạ? 1, 2, 3. Yeah.
ladies and gentlemen, allow me to go back here on stage to introduce to you the next part of our celebration tonight. Kính thưa quý vị, như Hoàng Long chia sẻ ngay từ đầu, sự hiện diện của tất cả quý vị trong ngày vui hôm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với Kỳ Duyên cũng như là Girard. Vì lý do đó mà ngay bây giờ đây, cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến lên sân khấu để có đôi lời gửi đến tất cả quý vị. Ladies and gentlemen, as I said earlier, your attendance today means so much to Girard and Kỳ Duyên. With that reason, now the newlyweds gonna come back to the stage and give you a thank you speech. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón cô dâu và chú rể cùng quay trở lại sân khấu được không ạ? A big round of applause to welcome back Girard and Kỳ Duyên. Hello all the uncles and aunties and papa, all the brothers and sisters who are being here with us today. Ở Singapore, ở tiệc Singapore thì con có gửi lời cảm ơn đến khách mời một lần rồi, nhưng mà con nghĩ là lúc đó con run quá nên là con chưa có được nói trọn vẹn. Thì ngày hôm nay con sẽ nói bằng cả hai ngôn ngữ cho cả hai gia đình hai bên ạ. Okay, first of all, I want to thank Girard's family and friends who are flying all the way across the world, not only from Singapore to Vietnam, and all the guests from Singapore to come here today with us. Thank you for welcoming me to the family. And thank you so much for always taking care of me in Singapore. I wrote it here, like, even though there are 3 ceremonies for this marriage already, but every ceremony I will cry. And second, I want to thank all the guests from Vietnam side, and especially my friends from over the world come back to Vietnam or across the country to come to Saigon today. Lời đầu tiên là con xin cảm ơn gia đình hai bên nội ngoại của con đã có mặt ngày hôm nay. Cho dù có chuyện gì xảy ra, con rất là yêu thương gia đình nội ngoại của con. Nên là con rất là biết ơn khi mà con có ngày hôm nay và con có sự hiện diện đầy đủ của mọi người ở đây ạ. Tiếp theo là con có cảm ơn gia đình Girard vì đã bay từ khắp mọi nơi trên địa cầu này để đến đây ngày hôm nay. Và con cũng xin cảm ơn các cô chú, các bạn bè, đồng nghiệp của con đã có mặt ở đây ngày hôm nay, dành thời gian tới đây với con ạ. Next one, especially for this, I don't know, the last 2 ceremonies, I really appreciate all the effort from my bridesmaids. So thank you, Michelle, my maid of honor. Thank you, Sarah. Thank you, Kresaka. Who else? Oh, sorry. Thank you, Hazel. Thank you, Cookie, Dad, Beth, Aubrey, and also Trang Anh for today. Thank you so much. I wrote it here, but I forgot to read. Especially like special thanks to Michelle for helping me a lot and make me feel so loved. Thank you so much. Con vừa mới nói là con xin gửi lời cảm ơn đến dàn phù dâu của con. Tại vì các bạn là cả Việt Nam và lẫn người Singapore thì con chưa từng có nhiều cái tiệc bất ngờ như vậy. Nhưng mà thậm chí là tiệc độc thân của con ở Singapore thì các bạn cũng làm cho con bất ngờ. Nên là con có gửi lời cảm ơn đến các bạn. Có một người phù dâu người Việt mà con muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất và cảm động nhất của con là con nhờ cô Thúy gửi lời cảm ơn đến Cookie giùm con. Cookie thật sự là một người bạn rất là tốt của con trong hơn 10 năm qua. Con cũng xin cảm ơn cô Ngân vì cho con được làm bạn với Đạt, cho con được
À, cảm ơn Đạt đã luôn ở bên Duyên cho dù có chuyện gì xảy ra. And that's all my bridesmaids, sorry. Next one. I want to thank all the uncles and aunties from my family, from Gerard's family, and also from Ivan's family for making your way and spending time and money to come here today. Thank you so much. Dạ, con có gửi lời cảm ơn đến không chỉ là gia đình của Gerard mà còn có gia đình của bạn Gerard. Các cô dì chú bác cũng có dành thời gian để đến đây với tụi con ngày hôm nay. Nên là tụi con cũng không nghĩ là sẽ có nhiều khách Singapore tới vậy, nên là hôm nay nhiều hơn bất ngờ. Dạ, lời cuối cùng của con thì con xin cảm ơn đến tất cả những người anh chị em đồng nghiệp. Đặc biệt là cảm ơn anh Sơn Edelman. Edelman đâu ạ? Em xin cảm ơn anh Sơn, cảm ơn tất cả mọi người ở Edelman đã giúp em trở thành con người của ngày hôm nay và có thể cho em cơ hội được trở thành một người phụ nữ tốt hơn cho Gerard. Dạ, lời tiếp theo là con xin cảm ơn, em xin gửi lời cảm ơn đến team chị Wendy, Jessica và Fossil Việt Nam. Xin cảm ơn team, không phải là team nhưng mà là các anh chị bạn của anh Đại ạ. Ok, và xin cảm ơn các anh chị đồng nghiệp từ CGV, các bạn đồng nghiệp từ Work, mọi người đã dành thời gian đến đây ngày hôm nay và đã trở thành một phần của cuộc sống của em ạ. Thank you to all my Vietnamese guests and also my ex-colleague who made me the person who I am today. And lastly, I want to thank you, my groom. I didn't even imagine that we would stand here today on our first met, but thank you so much for loving me, and thank you for throwing all the surprises for me, and thank you for always taking care of me. Yeah, actually, all the vow I said in the church already, so yeah, just thank you. Now it's Gerard's turn. Xin chào. Khỏe, bè, khỏe không? Khỏe. Okay, good. I stayed in Vietnam for 2 năm, Sài Gòn. So Vietnamese chút. Okay. Xin lỗi. Let me translate for you. Gerard vừa mới nói là anh ấy ở Sài Gòn được khoảng 2 năm hơn, nên là có biết tiếng Việt một chút. So firstly, thank you everybody for coming here today. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to each and every one of you. Your presence means a lot to us, whether you are from Saigon, whether you flew in from elsewhere, regardless, just being here means a lot to us. So thank you so much for spending your time and money coming all the way here. Dạ, Gerard cũng vừa mới gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay, cho dù đó là ở cùng một thành phố Sài Gòn hay là từ Hà Nội hay là từ các nơi khác trên thế giới, thì tụi con rất là biết ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Yeah, so thank you once again. Cảm ơn nhiều. I will do the same style I did in Singapore. I'll just start with the wedding itself. So planning 2 weddings is hard, and it's the final one. I'm thankful and also sad that we don't have all the excitement again. But yeah, so this is the final one. It's amazing. So I mean, first of all, thank you to the Elysian team. Ni is just a superwoman. I don't know where she is. Oh, there, over here. Ni. Oh, we're saying thank you to you. Ni is our wedding planner. She's been so patient with us. Woohoo! Elysian team! So yeah.
Her team is made up of a lot of people, but she's the main one that's just been making sure everything's on track. So thank you, Nhi and the Elysian team. Thank you to Trung Vo and all the team. Been here since basically our temple wedding. Yeah. You are a third part of our relationship at this point. So, cảm ơn Trung Vo. Can I translate? Go for it. Dạ, tụi con có gửi lời cảm ơn đến tất cả những cái ekip đã cùng tụi con thực hiện được cái ngày hôm nay. Thì trước tiên là tụi con xin cảm ơn team Elysian là wedding planner và cũng là người đã hỗ trợ cho cái hành trình cưới của tụi con ở Việt Nam ngày hôm nay. Tiếp theo là tụi con xin cảm ơn anh Trung, Võ và team, mọi người đã dành thời gian, công sức cũng như là rất nhiều tình yêu mến cho hai vợ chồng em và đã theo tụi em từ lễ hành thuận cho đến ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you, thank you. Yeah, so, and also all other vendors that helped put our wedding together. Thank you so much. So just going more a bit into thanking people that helped, both of us, helped myself as well. Firstly, I want to thank my family. I won't go into the detail of all things like I did in Singapore, but thank you so much to my family, the extension of my family, in particular Auntie Sheila. Gerard vừa mới cảm ơn gia đình của Gerard và cũng như là dì ruột của Gerard là em gái của mẹ Gerard là dì Sheila. Thank you so much. To my new family, to ma and pa, thank you so much for welcoming to the family. She, like I shared in Singapore, so the same thing, like they have welcomed me from day one. Although what he said, my father-in-law said in the speech, is very different from what I sort of remembered. but he has been a gentleman and such a warm spirit since day one. So thank you to my mom and pa, my new mom and pa, and also Chow for being so welcoming to us and helping my wife throughout this whole wedding process as well. Cảm ơn nha. Okay. Gerard gửi lời cảm ơn đến ba mẹ và bé Châu đã chào đón Gerard kể từ ngày đầu tiên mà ba mẹ vừa mới gặp Gerard. Cảm ơn mẹ và ba đã luôn yêu thương Gerard và chào đón Gerard vào gia đình của mình. Cho con hỏi ba ở đâu vậy ạ? Ba ơi. Where he's probably going around giving drinks. Anyway. So I just wanted to like thank everybody, especially to our bridal party, our wedding party, our friends that are visiting from our town, our friends in Vietnam, Yin's relatives and friends. Thank you so much for being here as well. Xin cảm ơn tất cả các chàng phù dâu phù rể từ hai phương trời đã hội tụ và đã giúp đỡ cho hai vợ chồng của tụi em ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Okay, this is the last part to my wife. So I think I've shared many times already how much I love her. So she already knows that every morning I say I love you and every night I say I love you to her. So she's well reassured that I love her. She reminds me every hour also that she'll say that, baby, do you love me? I say, yeah, I love you, of course. How can I love you? But maybe I'll just share a bit of a snippet of how we sort of met and how it was very interesting, the story. So like the MC shared earlier, I was based in Vietnam in 2019. And my company was, sorry, Yin's company back then, Edelman, the agency, was my client, right? So through the help of internet and Tinder and whatnot, we met up the first time at a Thai restaurant. Right, and then the first thing she said to me was, I know you. And I'm like, what? I just was here for like 3 months. How do you know me so fast? Then she said, oh, you're my client. And I'm like, oh, okay. So it was a bit awkward, but we went on with dinner. She ordered so much of dishes. And then when the dishes came on the table, she barely ate anything. I'm like, oh, why are you not eating? Then she said she's very full, and she mentioned that she was vegan. But the funny thing is, 90% of the dishes were all meat. So I said, why you order all the meat dishes then? Then she was saying, like, oh, I'm concerned you're hungry after work and all. So since the start, she was very caring and always thinking of other people and myself before her. So I think that was one of the few things that sort of attracted me to her. And then after the dinner, she told me she parked her bike at her office, which is 5 minutes away. 5 minutes away. So me, trying to be the gentleman, I said, okay, let me walk you back to your bike. But sneakily also, I'm knowing Vietnam traffic. I thought I can hold her hand while crossing the road to start something.
But little did I know, she's a very fast walker. So in the end, I was sweating like crazy by the time we reached her car park. And then I was just like, okay, never mind. But yeah, everything worked out well. It was very interesting, our first few months of relationship, because I was trying to be a professional in Vietnam, not trying to get too involved with my client. But now that my ex-colleagues are also here, you guys sort of knew what was going on. But yeah, since I'm out of that company now, I can share all this. And I'm so happy the way things ended up. So I'll cut things short. Thank you again, everybody. Thank you to the love of my life for everything. Come on. Dạ, Gerard vừa mới chia sẻ một chút xíu về hành trình yêu của tụi con. Thì thật ra Gerard, như mọi người có biết là Gerard đã làm việc ở đây gần khoảng 2 năm rưỡi, gần 3 năm. Thì lúc đó tụi con có gặp nhau từ công việc. Xong rồi kể từ lần gặp đầu tiên là lúc đó con còn ăn chay. Nên là mặc dù là hẹn nhau ở nhà hàng Thái, nhưng mà đa phần đồ ăn thì con đều để cho Gerard ăn. Thì lúc đó Gerard cảm thấy là Gerard, con là một người rất là quan tâm chăm sóc, và lúc đó tụi con mới bắt đầu nảy sinh tình cảm thì và dẫn đến được ngày hôm nay. Thì cảm ơn mọi người đã ở đây chứng kiến cái tình yêu của tụi con được nở hoa, và tụi con mong rằng trong cái hành trình yêu của tụi con sắp tới thì sẽ luôn có sự đồng hành và chứng kiến của mọi người ạ. Con xin cảm ơn. Thank you so much, Gerard, and you a lot for your very beautiful and emotional sharing, right? And now I want to keep them right here on the stage for a few moments, ladies and gentlemen, because there is something surprise that we want to show it to you, right? Và chúng ta sẽ chờ đợi một chút xíu mà sẽ có một cái phần, một món quà đặc biệt mà cô dâu chú rể. Quý vị thân mến, nếu như mà hồi nãy quý vị ở bên ngoài chúng ta chụp hình đó, thì chúng ta thấy có một bạn họa sĩ, bạn đó vẽ bức tranh về gia đình của cô dâu chú rể, trong đó có sự xuất hiện đặc biệt của mẹ chú rể trong bức hình nữa. Thì đây là một món quà rất đặc biệt mà cô dâu Kỳ Duyên muốn gửi cho chú rể. Rất là đặc biệt thưa quý vị. Ladies and gentlemen, as you see earlier, there's a painter, the artist outside painting the picture of the family, including Gerard's mother in that. So this is the very special painting that Duyên want to give it to Gerard. All right. It's very touching. Yeah. Bây giờ anh sẽ đếm 1, 2, 3, chúng ta sẽ cùng quay lại ha, để xem bức hình ha. All right, and I'm going to count from 1, 2, 3. They're going to turn around and see the painting. All right, you ready? 1, 2, 3. All right, please have a look at the painting. Yeah, with all the family members in on that. Một món quà rất ý nghĩa, rất là cảm động mà cô dâu muốn dành cho chú rể. Thưa quý vị, chúng ta cho cô dâu một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? A big round of applause for Kỳ Duyên, for her very caring, for being very considerate. Quý vị thân mến, chắc chắn là bức tranh này, bức ảnh này sẽ đi theo hành trình của hai bạn rất là nhiều, với hình ảnh rất là thân thiết, rất là thân yêu của gia đình, đặc biệt là của mẹ chú rể. Thưa quý vị, is both here with us today. It's very a blessing for me to meet mommy and Uncle Roy. Thank you, the family, for welcoming me. Thank you so much. Rất xúc động đúng không quý vị? Những khoảnh khắc rất tuyệt vời. Và Hoàng Long tin rằng hành trình của các bạn sẽ luôn được dõi theo và luôn luôn nhận được những cái sự chúc phúc đến từ người mẹ thân yêu của chú rể. Thưa quý vị, và quý vị ơi, chúng ta có thể cho cô dâu chú rể thêm một tràng vỗ tay thật lớn, thật dài để được không ạ? Another big round of applause for the groom and the bride and this beautiful painting, ladies and gentlemen. Của cô dâu, tức là chị gái của chú rể, sẽ có đôi lời chia sẻ đến cô dâu chú rể cùng toàn thể quý vị. Ladies and gentlemen, being here today, our friends, families, our siblings,
and on the beloved ones of the room and the bride. And of course, on this very special occasion, their siblings also have some works, something to share with the couple and every one of you. And first of all, we would like to invite Grace, Yuen's sister-in-law. She's going to be here to share her speech. Okay. Xin chào Việt Nam! Woo! Okay. Oh my God. What an amazing night it has been. I'm Grace, one of Gerard's sisters, and also one of Yuen's bridesmaid. So thank you everyone for being here. It is truly such a special sight to witness how much my brother and sister-in-law are so extremely loved and treasured. I mean, I don't know how many people would travel to another country to celebrate something with me, but just look at how many people have flown to Singapore and also come here just to spend this time with them. This itself is a testament of how Gerard and Yuen treasure and nurture relationships. Kính thưa quý vị, thật là một đêm tuyệt vời. Tôi là Grace, là một trong những chị gái của Gerard, cũng là một trong những phù dâu của cô dâu duyên của chúng ta. Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay. Đây thật sự là một điều tuyệt vời khi chứng kiến em trai cũng như là em dâu của tôi có được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả những người đã đến Singapore để tham dự tiệc cưới của hai em, cũng như là những ai đã từ Singapore bay đến Việt Nam và những nơi khác nữa đến đây để chung vui trong ngày vui trọng đại này của hai em chúng tôi. So thank you also to all of In's family, especially Uncle Scott and Auntie Shang. You have always been so welcoming, loving and kind. Thank you for the lovely hospitality you have shown all of us and the beautiful Vietnamese culture you share with us. Và tôi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể gia đình của Duyên, đặc biệt là chú Scott và dì. Mọi người rất thân thiện, yêu thương và tốt bụng. Cảm ơn vì lòng hiếu khách và sự đáng yêu của mọi người đã dành cho chúng tôi và nền văn hóa Việt Nam tươi đẹp mà mọi người chia sẻ cùng với chúng tôi. So, hello to the lovely couple. Smiling, bright and beautiful as always. Could we all give it up for them? 4 events for 1 union. Can you imagine how much they have must have gone through? And yet, every time you look at them, I assure you will see them smiling and laughing and also doing things for every one of us. I don't know if they ever take the time to do something for themselves. Xin chào cặp đôi đáng yêu luôn mỉm cười rạng rỡ và xinh đẹp. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho cô dâu chú rể được không ạ? Thưa quý vị, 4 sự kiện cho hôn sự tuyệt vời này. Mọi người có thể tưởng tượng là đôi bạn trẻ của chúng ta đã trải qua những khó khăn như thế nào, nhưng mà mỗi khi nhìn vào họ thì tôi đảm bảo rằng là các bạn sẽ thấy họ luôn mỉm cười và còn làm rất nhiều việc cho người khác nữa mà không biết là họ có dành thời gian để nghĩ về bản thân mình không nữa. So, let's take a moment to honor my brother, my wonderful brother Gerard, or Jerry Boy as he has been affectionately known through his life. He's not truly a blessing. He's not just a blessing in my life, but all the lives he has been a part of. Recently, Yuen was sharing with me how cute my brother looked as a child. And I told her that he has always been cute, which is the absolute truth. He has always been eager to see the world, inquisitive and curious, focused on all his cars and aeroplanes, intelligent and kind. He has and always continues to be loved by so many. Can you imagine he had to grow up with 2 sisters, always tattling on him, always making him play dress up with us, and even when we got together with our cousins, all just girls surrounding him for most of his life. So what a little ladies' man, huh? Và thưa quý vị, vì vậy hãy dành một chút thời gian để tôn vinh người em trai tuyệt vời của tôi, Gerard. Còn có cái nickname ở nhà là Cherry Boy. Thật sự là một điều may mắn không chỉ trong cuộc đời của tôi mà trong cuộc đời của những ai biết đến cậu em của chúng tôi. Và gần đây Duyên chia sẻ rằng em trai tôi trông rất dễ thương giống như một đứa trẻ vậy. Đó thật sự là một điều tuyệt vời. Khi lớn lên thì đôi mắt của cậu ấy chuyển sang màu nâu, vẫn rất háo hức khám phá thế giới và luôn tò mò, thông minh và tốt bụng. Cậu được nhiều người yêu quý và luôn hứng thú với ô tô và luôn là cậu bé của mẹ. Bạn có thể tưởng tượng là cậu ấy phải lớn lên với 2 chị gái luôn nói xấu mình. Luôn bắt cậu ấy phải chơi hóa trang cùng với chúng tôi. Và ngay cả khi chúng tôi ở cùng với anh em họ của mình, tất cả đều là những cô gái quay quanh cậu ấy trong cuộc đời. Quả thật là một người đàn ông nhỏ bé, đúng không ạ? Through all that, my brother has never lost the essence of himself.
If you ask anyone here right now who knows him, what he is like, I'm so sure that at least 90% of them will speak about how generous he is, how kind, unassuming, and what a big heart he has, how fiercely loyal he is to those he loves. Even more so when he is with Ian. I have seen how she brings out every side of him, and with her, he is truly himself. Where he might be strong and guarded with us, with her, he is soft and vulnerable. All the best versions of himself shining for the world to see. My brother has always had a knack for appreciating the moments and beauty in life, whether it's the little letters written by loved ones or, in this case, his soulmate. And I see the same wonder, love, and gratitude in his eyes whenever he looks at you, in that this must be one of his greatest gifts in life. Thưa quý vị, trải qua rất nhiều những điều đó, em trai tôi chưa bao giờ đánh mất bản thân của mình. Nếu bạn hỏi bất kỳ ai ở đây biết Shiraz là người như thế nào, thì tôi chắc chắn rằng ít nhất 90% trong số họ sẽ nói rằng là cậu ấy rất hào phóng, tốt bụng, khiêm tốn, có trái tim rộng lượng và lòng trung thành mãnh liệt đến giường nào. Cậu ấy dành tất cả những điều đó cho những người yêu thương của mình. Và khi Shiraz lớn lên, cũng như tất cả chúng ta, cậu ấy đã phát triển những khía cạnh khác nhau của tính cách của mình. Nhưng mà chỉ khi với Duyên thì cậu ấy mới bộc lộ hết được những tính cách của mình, trở nên mạnh mẽ. Và khi ở với Duyên thì cậu ấy cho phép mình được mạnh mẽ hơn, hoặc là có thể có những phút yếu đuối. Tất cả những phiên bản tốt nhất của cậu ấy đều tỏa sáng trên thế giới này khi mà ở bên Duyên. So as Gerard is always the first to say, he is a mommy's boy. And Gerard, mommy is truly your number one fan. In everything that you do, she takes pride, she prays for you, she worries about you, and she's always the first to defend you. I have loved the special relationship they both share. I will come home at times and not want to walk past them because they are in their own little moment and I just don't want to disrupt them. So sometimes I will hear deep and meaningful conversations, sometimes cheeky and filled with laughter. My brother was always about his mommy, and how much they loved each other was very evident, which I wish all of you could have witnessed it. Như Shiraz luôn là người nói đầu tiên, em ấy là con trai của mẹ, và Shiraz nè, mẹ thật sự là người ngưỡng mộ số một của em. Trong mọi việc em làm, mẹ đều thấy tự hào. Mẹ cầu nguyện cho em, lo lắng cho em, và luôn là người đầu tiên bảo vệ em. Và thưa quý vị, tôi yêu quý mối quan hệ đặc biệt của mẹ và em trai của tôi. Đôi khi tôi bước về nhà, nhưng mà khi thấy mẹ và em trai của tôi nói chuyện thì tôi không muốn đi ngang qua, tại vì tôi sợ rằng sẽ gián đoạn cuộc nói chuyện sâu sắc này. Em trai của tôi luôn nói về mẹ của chúng tôi và họ đã yêu thương nhau đến như thế nào. Tôi ước gì mỗi người trong số các bạn ở đây đều có thể thấy được điều đó. Over the years, I've had the privilege of watching my brother transform into the remarkable man he is today. Gerard, you found a minion loving partner who compliments you in every way, who brings out the best in you, and who loves you and us unconditionally. She's truly such an amazing addition to our family. And even in choosing your happily ever after, you have had such impeccable taste. Thưa quý vị, một trong những điều tôi luôn yêu quý ở em trai mình và tôi nghĩ sẽ tiếp tục yêu thương mãi mãi, đó là dù cho em ấy đạt được bao nhiêu thành tựu trong cuộc sống, em luôn trân trọng và thực sự đắm chìm mình vào trong hiện tại. Tôi mong chờ mỗi dịp Giáng sinh khi mà tôi và em gái tặng quà cho cậu ấy. Tôi thích cách Shiraz dành thời gian để mở món quà và tận hưởng nội dung bên trong của nó. Sau đó, cậu ấy dành thời gian thử nghiệm và khám phá với niềm vui và sự ngạc nhiên như trẻ con. Đó là một trong những khoảnh khắc tôi luôn mong chờ. Em trai tôi cũng luôn có những sở thích và trân trọng những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, cho dù đó là những bức thư nhỏ được viết bởi những người thân yêu, hay trong trường hợp này là người bạn tâm giao của cậu ấy. Và tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên, yêu thương, biết ơn, cảm kích đó trong mắt Shiraz mỗi khi cậu ấy nhìn Duyên, rằng đây hẳn là một trong những món quà lớn nhất cuộc đời của cậu ấy. So here's to you, my brother, the generous, resilient, kind-hearted, courageous boy who has met his match in the beautiful, humble, strong, loving Ian. May your love continue to grow stronger with each passing day, and may your adventures together be epic. Thưa quý vị, vì vậy gửi đến em trai của chị,
chàng trai hào phóng, kiên cường, tốt bụng, can đảm, người đã gặp được duyên phận của đời mình là Duyên, một cô gái xinh đẹp, khiêm tốn, mạnh mẽ và yêu thương. Cầu mong tình yêu của hai em tiếp tục bền chặt hơn mỗi ngày và cầu mong những cuộc phiêu lưu cùng nhau của hai em sẽ trở nên rực rỡ hơn nữa. Marriage is a journey filled with ups and downs, twists and turns, but through it all, I'm sure you will keep fighting it hand in hand while still thinking of all of us, of course, because just who you both are. Mommy and our dear Uncle Joe, Gerard's godpa, love the song Let It Be. So as Gerard and Ian finally begin this journey together after 4 weddings, I hope you always remember to love fiercely, unconditionally, and only with kindness. Let the hard times pass you by as you keep your feet firmly planted. Rejoice in the wonderful belly laugh moments. Take pleasure in the joy you bring to each other and even to all of us around you. Whatever happens, know that you have each other and all of us too, of course. Live wild, shine bright, embrace the journey with grace and have faith that everything will work out in time. Hôn nhân là một cuộc hành trình đầy thăng trầm và khúc khuỷu. Chị tin chắc rằng hai em sẽ luôn tay trong tay để vượt qua tất cả và nghĩ về những người yêu thương của mình. Mẹ và chú Joe thân yêu của chúng ta cũng là cha đỡ đầu của Gerard, rất thích bài hát Let It Be. Khi em và Duyên cuối cùng cũng bắt đầu cuộc hành trình này của mình sau 4 đám cưới, hãy luôn nhớ rằng một cách mãnh liệt, yêu một cách mãnh liệt, vô điều kiện và chỉ bằng sự tử tế. Hãy để những khoảng thời gian khó khăn trôi qua với đôi chân vững vàng của mình, tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời, những nụ cười sảng khoái, tận hưởng niềm vui mà hai em mang lại cho nhau. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy nhớ rằng chúng ta có nhau. Hãy sống cuồng nhiệt, tỏa sáng rực rỡ, đón nhận cuộc hành trình một cách tự tin và có niềm tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng lúc. So today, instead of lifting our glasses in cheers, I would like all of you to lift your glasses, dig deep into your heart and sing these few lines with the music, not with me. Let's surround this couple with our voices and may you, Dean and Gerard, always know that your love is stronger than anything you may face and that you may always have these amazing people here with you on this journey. Gerard, know that mommy is with you, with all of us right here, and I'm so sure she's so happy and proud. She loved Dean so very much, and I'm sure this is one of her happiest days. So let's raise our glasses, everyone, and sing as loud as you can. So fill this room with your love for Gerard and Ian, and we can play the music now. Oh yeah, sorry, I forgot about it. I'm gonna translate this quick, alright? Vì vậy, thưa quý vị, chúng ta thay vì nâng ly chúc mừng, tôi muốn tất cả các bạn sẽ nâng ly cảm nhận trái tim mình và hát vài câu này với tôi, với tình yêu dành cho Duyên và Gerard. Hãy bao quanh cặp đôi bằng tiếng nói của chúng ta và cầu mong cho Duyên, Gerard luôn biết rằng tình yêu và các em mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì các em có thể gặp. Gerard, biết mẹ đang ở bên em và tất cả chúng ta ngay tại đây. Chị tin chắc rằng mẹ đang rất hạnh phúc và tự hào về em. Mẹ cũng yêu Duyên rất nhiều. Và chị tin chắc rằng đây sẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất của mẹ chúng ta. Và bây giờ quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng hát với chị của Gerard và tất cả mọi người được không ạ? Xin mời ạ. Let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. Thank you, everyone. Let's give it up for the couple. Cheers. Thank you. Cũng sẽ có đôi lời gửi đến chị anh rể của mình cùng tập thể quý vị. Xin mời Châu ạ. Con chào bà ngoại. Xin chào tất cả mọi người có mặt ở bữa tiệc ngày hôm nay. Con tên là Bảo Châu, là em gái của Duyên. Ngày hôm nay đứng ở đây con có đôi lời muốn gửi tới chị của con và anh Gerard. Gửi anh Gerard, anh rể của em, ngay từ lần đầu gặp anh, em đã cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho chị của em to lớn như thế nào. Tình yêu đó không chỉ đơn thuần là những lời nói yêu thương anh dành nói cho cô ấy,
mà nó được thể hiện qua hành động và ánh mắt anh nhìn cô ấy. Kể từ khoảnh khắc đó, em đã biết được chị gái của em đã thực sự tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Bởi đây là lần đầu tiên em thấy được có người làm cho chị gái của em hạnh phúc như vậy. Và em biết, Gerard, anh là một người đàn ông tốt. Em tin tưởng anh sẽ là người luôn đồng hành cùng chị của em để mở ra một tương lai mới, một gia đình mới, và sẽ mãi mãi yêu thương ở bên chăm sóc và bảo vệ cho cô gái nhỏ ấy. Và điều cuối cùng sẽ chỉ có anh, Gerard, mới thực hiện được. Đó là mãi mãi làm cho chị gái của em, Duyên, cảm thấy hạnh phúc. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn ở bên và trân trọng chị gái của em. To Gerard, my brother-in-law, from the first time I met you, I felt how great the love you have for my sister is. That love is not simply a loving words you say to her, but it was shown through your actions and your eyes looking at her. From that moment, I knew my sister had truly found the happiness of her life. Because this is the first time I have seen someone make my sister smile so happily. And I know, Gerard, you are a good man. I believe you will be the one who always accompanies my sister to open a new future, a new family, and will always love and care for her. Duyên sẽ có thêm một người đồng hành mới, một người vô cùng đặc biệt, một người sẽ ở bên chị của em bất kể những lúc vui hay buồn, thành công hay thất bại, và sẽ nắm chặt bàn tay của chị em đến hết cuộc đời. Khi đứng ở đây hôm nay, được nhìn thấy chị của em vui vẻ và hạnh phúc trong bộ váy cưới, em lại chợt nghĩ đến 10 năm trước, khi chị của em vừa đi học, vừa đi làm, còn phải chăm sóc cho em. Đối với em, những chuyện đó cứ như mới vừa diễn ra vào hôm qua. Vậy mà giờ đây, mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm. Chớp mắt một cái, em bây giờ đã trưởng thành. Dù tính cách không khác 10 năm trước, nhưng em đã biết suy nghĩ chín chắn hơn, biết tự lo cho bản thân, biết bản thân mình muốn gì và làm gì. Còn chị đã là một người vợ, đã có cho mình một gia đình riêng, một sự rực rỡ và sẽ còn tỏa sáng hơn trong tương lai. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù thành công hay thất bại, chị của em hãy luôn nhớ rằng ba, mẹ, anh Gerard, em, Ben, Anna Kim và bạn bè sẽ luôn ở bên động viên và cổ vũ cho chị. Tôi cũng rất cảm ơn bà vì nhờ có bà, có những lời chỉ dạy và động viên của bà thì mới có Bảo Châu của ngày hôm nay. Cảm ơn bà đã cho tôi một tuổi thơ thật sự rất tuyệt vời. Và tôi rất biết ơn vì điều đó. Cuối cùng, tôi chúc bà thành công, thật thành công và sẽ luôn luôn hạnh phúc. Yêu bà nhiều. To my dear sister, I know that today is a very special day for you because from this moment going forward, my sister Yuen will have a new companion, someone very special, someone who will be by your side no matter what happens, happiness or sorrows, success or failure. He's always hold your hand tightly for the rest of your life. When standing here today, seeing you happy and cheerful in your wedding gown, I suddenly thought of 10 years ago, when you went to school, you went to work, you had to take care of your younger siblings. To me, those things feel like they just happened yesterday. But now everything is just a memory. In the blink of an eye, I am now an adult. Although my personality is somehow still the same as 10 years ago, I know how to think more maturely and know how to take care of myself better and know what I want and what I do. As for you, you are a wife now. Having your own family,
possessing a brilliant career and will shine even brighter in the future. No matter what happens, whether you succeed or fail, always remember that Dad, Mom, Chirat, me, Benz, Anna Kim, and all friends will always be there for you and encourage you. I'm very grateful to you because thank to you, your teachings and encouragement, I am who I am today. Thank you for giving me a truly wonderful childhood. And I'm very grateful because of that. Finally, I wish you a great success and the world of happiness. A brother-in-law, this beautiful moment, ladies and gentlemen. Hoàng Long biết rằng hôm nay đến đây thì có rất nhiều quý vị, chúng ta cũng dành rất là nhiều thời gian quý báu của mình để có mặt ở đây, và đặc biệt là có những người dành luôn cả ngày sinh nhật của mình hôm nay để đến đây chung vui cùng với cô dâu và chú rể. Cho nên bây giờ sẽ là khoảnh khắc đặc biệt cho những ai có sinh nhật vào ngày này ạ. And now, ladies and gentlemen, this will be a very special moment right here. I know that you are taking your precious, very valuable time being here today, right? And we know that some of you have a birthday today. So there's something very special that Chirat and Kỳ Duyên want to celebrate with all of you. Are you ready? Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ con muốn mượn cái nhân dịp đặc biệt này để xin lỗi đi ngang để con gửi lời cảm ơn cũng như là gửi lời chúc mừng sinh nhật đến một người rất là đặc biệt, thật ra là những người rất là đặc biệt trong cuộc đời của con, mẹ. So today I want to host sing a short happy birthday, even though it's not May yet, but I want to happy birthday to my mom. Her birthday is on 6th of May, and I don't know, coincidentally enough, mommy's birthday is on 30th of May, and also I want to invite Philippe on the stage for your upcoming birthday. Okay. Philippe! Ta cùng hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. This day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Two, three.